Có, vừa nói là con có học 2 năm kinh tế quốc dân, sau đó thì con quyết định đi du học ạ. Thì con có đi Mỹ 5 năm, thì bạn ấy vẫn ở lại Việt Nam để bạn học. Trời, rồi coi như là xa nhau 5 năm luôn. Vâng, con chỉ xa nhau 2 năm thôi. Thế trong cái quá trình học thì con cũng đi đi về về, 1 năm thì con về khoảng 1 lần. Thì 2 năm đầu bọn con vẫn yêu xa. Con là người muốn quay lại trước, cách lúc quay về Nam tìm cách để tiếp cận con. Nhưng con không muốn quay lại. Dạ, sao vậy? Giận chứ, con bị tự ái. Thực ra là trong cái giai đoạn trước khi mà hai đứa quyết định là chấm dứt với nhau ấy, thì để con cố gắng quên người đó thì con phải làm cho hình ảnh của người đấy xấu xí đi. Với cả là con cũng đang trong cuộc sống tự do, cho nên là có thể là lúc đấy con nhìn nhận vợ con nó không được tốt. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Con tên là Trinh Phạm ạ. Và con làm YouTuber. Con 32 tuổi ạ. Dạ. Các nội dung mà con làm trên YouTube á, thì là nó là những chủ đề gì? Dạ, con bắt đầu làm YouTube từ 9 năm trước. Thì con bắt đầu làm về review những đồ mỹ phẩm làm đẹp. Sau đó thì khi mà con có gia đình thì con lập thêm một kênh nữa là làm về cuộc sống hàng ngày của gia đình con ạ. Dạ, chắc là mấy bạn nhỏ Trinh Phạm nhà, đúng không? Dạ. Mấy bạn nhỏ nhà chắc cũng hot như mẹ đúng không? Dạ. Con bé bé cũng, rồi. Nhà con là có một bạn 3 tuổi rưỡi ạ. Dạ. Con đang bầu em bé thứ hai ạ. Wow. Ồ, sao hai cặp giống nhau vậy? Trời ơi. Bây giờ tạm tới giai đoạn này là một đứa rưỡi. Rồi mời con. Dạ vâng, con xin giới thiệu, con tên là Trần Thành ạ. Con cũng bằng tuổi vợ con 32 tuổi ạ. Công việc chính của con thì con làm về bên ngành đầu tư ạ. Công việc phụ của con là phụ giúp cho vợ con. Các vấn đề về quay video, các thứ sáng tạo nội dung thì hiện nay là con cũng đang support cho vợ con ạ. Lúc nào mà vợ bận thì nấu cơm, trông con, rồi lái xe, các thứ đầy đủ hết luôn ạ. Ở chồng thường làm. Dạ. Dạ. Nhưng mà bây giờ là tụi con là đang ở Hà Nội. Con mới chuyển vào Sài Gòn được một tuần ạ. Con đang muốn ở thử trong này khoảng nửa năm. Nếu mà con thấy hợp thì con sẽ ở lại, còn không thì gần sinh bé con sẽ quay lại Hà Nội. Rồi lần đầu gặp nhau có ấn tượng gì về nhau? Hồi xưa là bọn con học cùng một trường đại học ạ. Con thì chỉ học có 2 năm đầu thôi, còn chồng con thì học đến khi tốt nghiệp ạ. Thì bọn con có sinh hoạt chung trong một câu lạc bộ gọi là đội văn nghệ của trường Kinh tế Quốc dân ạ. Thì con là ở trong đội múa, còn chồng con trong đội hát. Cái hôm mà vừa mới vào trường ạ thì trường có tổ chức một cái buổi văn nghệ đầu khóa. Đấy, con nhìn thấy bạn ấy ở trên sân khấu trong đội múa, múa kiểu rất là xinh, trông hiền hiền, xong rồi trông mắt to, nói chung là đúng gu của con. Thì con thực sự là con chỉ để ý đến bạn của bạn này thôi. Về sau mà bọn con vào đội văn nghệ cùng với nhau thì con đang ngồi ở trên ghế thì con có thấy bạn ấy đứng ở bên cạnh. Và con nhìn sang thì con thấy là ở bạn này mũi rất là cao. Thế là con, đấy là ấn tượng đầu tiên đó. Sau đấy thì có một cái sự kiện thì nó cũng gần như kiểu là hai vợ chồng có duyên với nhau ấy. Thế là con đang từ đội hát nhưng mà hát yếu quá. Thế là được chuyển sang đội múa, bởi vì hồi đấy nhà trường là tổ chức đi thi cái liên hoan tiếng hát sinh viên toàn quốc. Thế là tự nhiên hai đứa được ghép chung một cặp, chỉ là ấn tượng thôi, nhưng mà khi mà đã được biểu diễn, được múa cùng với nhau rồi thì nói chuyện với nhau nhiều, rồi thì con cũng đưa bạn ấy về mấy lần, thì dần dần nó mới nảy sinh tình cảm. Thế là có một hôm thì con đưa về, hôm đấy trời mùa đông cũng rất là lạnh, thế đưa đến giữa đường thì bạn ấy cũng thương quá, bạn ấy bảo là thôi lạnh quá tí mà quay về nữa, thì lúc đấy cũng bọn con tập rất là hăng say đến khoảng 1 giờ sáng rồi, thôi quay về đi không tí lạnh quá, thế là con mới dừng xe thì thôi được rồi, con để cho bạn ấy về, nhưng mà trước khi bạn ấy về con chào cho bạn ấy một nụ hôn vào má. Hôn cái và cho bạn ấy đi một nửa đường mà đi bằng gì? Hai người đi xe máy ạ. Ơi mùa đông Hà Nội mà cái tầm 1 giờ thì thôi rồi đấy. Dạ. Dường như là đã ngầm hiểu là chúng mình là của nhau rồi đúng không? Dạ. Ừ, rồi sau hôm đó thì sao? Con quê ở Nghệ An ạ. Thế là bố mẹ con thì tính cũng rất thoải mái, xong rồi bảo là con thích bạn nào, yêu bạn nào thì con kể cho bố mẹ con nghe, xong bố mẹ con mới bảo là mùa hè rồi nhà gần biển thì mời bạn về đây. Về đi tắm biển. Dạ vâng, tắm biển Cửa Lò. Sao con ngạc nhiên là ví dụ như con nhà bạn là ở Nghệ An, thế còn nhà con là ở Hà Nội. Ra mắt bố mẹ con trước. Bố mẹ con thì rất là khó tính ạ. Hồi xưa thì riêng chuyện mà có người yêu là bố mẹ con không bao giờ đồng ý. Ủa nhưng mà nếu mà khó tính thì càng phải là con không được về quê chứ. Chứ lỡ mà hồi đấy là nói dối ạ. Chị ơi, hôm nay chị cũng biết rồi nhá. Đấy, chị cũng biết là đấy, cháu nó như thế là gần ngay bên chị mà cuối cùng nó về Nghệ An trước chị ạ. Lúc đó là con nó đi đâu? Hồi đấy là con nói con đi du lịch với bạn. Đấy là cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời mà con đi xe khách về một cái tỉnh xa như thế. Mà con cũng đã đi du lịch ở Nghệ An rồi, nhưng mà hồi bé này mình cũng không biết là cái khoảng cách địa lý nó xa như vậy. Bọn con sau cái hôm mà bạn ấy thơm con ấy, thì hôm đấy thì có rủ nhau đi xem phim. Thì ở trong cái rạp chiếu phim đấy, trước khi vào xem phim thì bạn ấy có hỏi là thế ý là nếu mà nhà mình ở Nghệ An thì bạn có thấy có vấn đề gì không? Thì con cũng suy nghĩ khoảng 2 giây thôi, xong con nói là không, chả có vấn đề gì cả. Gần ngay đấy mà. Nhưng thực sự là trong đầu con là không hề biết là Nghệ An là chỗ nào. Lúc đó là không hề biết Nghệ An đó là cái quận nào luôn. Đúng. Chị cũng vậy đó, chị mù địa lý. Không biết là chỗ nào cũng thấy là gần ngay đấy mà. Cái hồi mà con mới làm quen bạn ấy thì hồi đấy cũng rất là hồn nhiên thôi. Từ trước đến giờ con chưa bao giờ con nghĩ là con sẽ yêu một cô gái ở Hà Nội cả, bởi vì
nó sẽ có một cái khoảng cách giữa thành thị và ở nông thôn. Nhưng mà đến lúc con hỏi bạn thì bạn nói không sao. Thì con cứ nghĩ là không sao thật đi, không phải là vì cũng quá quen rồi. Không biết là cái gì, không biết quê là như nào. Thì đến lúc mà lần đầu tiên đi về Nghệ An thì con ngồi xe khách là 5 tiếng nhỉ. 5 tiếng đi buổi đêm. Xong rồi đến nơi là lúc đấy khoảng chập choạng khoảng 3-4 giờ sáng. Thì con mới hiểu là à hóa ra quê là như này. À là xa như thế. Trước khi cứu ngày đứa có lần nào xa cách không? Có, vừa nói là con có học 2 năm kinh tế quốc dân, sau đó thì con quyết định đi du học. Thì con có đi Mỹ 5 năm, thì bạn ấy vẫn ở lại Việt Nam để bạn học. Trời, rồi coi như là xa nhau 5 năm luôn. Vâng, con chỉ xa nhau 2 năm thôi. Trong cái quá trình học thì con cũng đi đi về về. Một năm thì con về khoảng một lần. Thì 2 năm đầu bọn con vẫn yêu xa. Năm thứ 3 thì con bắt đầu phải tính về cái chuyện là mình muốn ở lại đấy để mình đi làm hay là mình sẽ đi về. Tại vì năm thứ nhất, năm thứ 2 thì thực ra là con cũng chưa có nhiều bạn bè lắm. Gọi là với cả mình cũng dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với nhau ở trên mạng. Thì đến năm thứ 3, năm thứ 4 thì con bắt buộc là cũng phải bắt đầu hòa nhập với cuộc sống mới. Thì mình cũng có nhiều bạn bè hơn. Thì mình cũng phải tham gia cái hoạt động ở đấy. Và thời gian ở Việt Nam với ở Mỹ nó rất là lệch nhau. Đúng rồi. Nên là muốn mà vẫn tiếp tục yêu xa thì mình lại không có thời gian để mình dành cho cái cuộc sống ở bên đó. Bọn con mới quyết định là thôi. Dừng lại. Dạ. Yeah. Vợ con cũng hỏi con là con có thể sang đó du học được không? Thì cái điều kiện về tài chính, các thứ về con người của con thì con cũng không sang đó được. Cái quyết định thì là đến từ hai phía. Sau cái lúc đó là lý do gì mà con không ở bên đó mà con lại quyết định quay về? Tại khi mà con đã đi học xong rồi, con đi làm rồi thì mình bắt đầu hiểu cuộc sống ở đấy hơn. Thì mình nhận thấy là mình không thích ở bên đấy nữa. Vâng, thì mới con quyết định về Việt Nam. Nhưng mà cái thời điểm khi con học bên đó con có quen ai không? Con có ạ. Mà cũng là du học sinh mình hay là người? Là người ở bên đấy ạ. Trong khoảng thời gian 3 năm con đi làm bên đó. Vâng. Rồi con cũng quen một người. Dạ. Trong đó thì Thành ở Việt Nam thì sao? Có quen với cô nào không? Con thì cũng có. Con cũng có một vài người hỏi con lý do quay lại. Vì thực ra là đến lúc mà con quay trở lại Việt Nam thì bọn con có rất nhiều bạn chung với nhau. Thế là bọn con cũng suốt ngày gặp nhau. Tức là cũng không phải là quay lại nhưng mà vẫn đi chơi riêng với nhau. Hai đứa lúc đấy thì con cũng bắt đầu làm YouTube được một thời gian rồi. Thì con cũng bắt đầu có một cái sự nghiệp riêng. Và chồng con lúc sau một thời gian mà chia tay ấy, thì lúc đấy là chồng con bắt đầu tập trung vào sự nghiệp. Thì lúc đấy là cũng có cái kinh tế nó rất là ổn định rồi. Thế là hai đứa thấy cũng ok rồi. Thế là quyết định quay lại và kết hôn. Vợ con là người muốn quay lại trước. Cách lúc quay về Nam tìm cách để tiếp cận con. Nhưng con không muốn quay lại. Giận. Tại sao vậy? Giận chứ. Con bị tự ái. Thực ra là trong cái giai đoạn trước khi mà hai đứa quyết định là chấm dứt với nhau ấy, thì để con cố gắng quên người đó thì con phải làm cho hình ảnh của người đấy xấu xí đi. Với cả là con cũng đang trong cuộc sống tự do cho nên là có thể là lúc đấy con nhìn nhận vợ con nó không được tốt. Thế nhưng mà còn hận đấy. Sau thì khi mà cũng tiếp xúc lại thì mình cũng ngồi mình nghĩ tại sao mình cứ phải hận như thế. Có thể mình sẽ đánh mất đi một người mà có thể mình sẽ không tìm lại được. Người yêu nhưng mà cũng chính là người bạn thân nhất trong cuộc đời của con. Tức là con tự thay đổi và tự quyết định. Dạ. Tự chữa lành cho mình đúng không? Dạ. Rồi, mối tình quá đẹp rồi, sau đến hôn nhân đi nào, xem nào. Trong 4 năm ở với nhau, họ có bao nhiêu tật xấu gì lòi ra, nhô ra. Đó, giờ từng bạn kể đi nào. Con ra muốn thì nghe chồng con nói trước. Vợ con kiểu đầu óc lại hay quên. Và hay quên thì lại còn hay thường xuyên là dùng điện thoại. Cho nên là vợ con lại càng hay quên hơn nữa. Ví dụ như là vợ con mà đi ra đường ấy mà lúc nào con cũng phải sẵn sàng điện thoại con để xem là vợ con kiểu gì cũng quên cái gì đấy. Xong là kiểu gì cũng gửi tin nhắn về cho con lại ship qua chỗ này chỗ kia. Vợ con cũng nhiều khi cũng khá là nóng tính. Nhiều khi kiểm soát cái cảm xúc cũng không được tốt. Vợ con nóng nhất thì vợ con ném đồ và có một lần là xé rách cả áo của con nha. Trời ơi, vậy là xấu rồi. Thực ra không phải xé con, xé áo rách mà kéo áo của con. Kéo. Con thì cứ lao đi, vợ con kéo áo và rách cả. Tôi đi ra khỏi nhà. Đó, thì đúng rồi như vậy đó. Đi đâu? Ông phải nói cho hết chuyện. Đúng rồi, mà chắc cái áo đấy nó cũng cũ rồi nên là nó cũng dễ rách. Thôi, cô đừng có biện hộ. Rồi mong muốn vợ như vậy. Thực ra từ hai cái vấn đề đấy thì con chỉ mong muốn là vợ con ví dụ như là vì mình là tính hay quên mà nên là mình sắp xếp mọi cái công việc một cách nó khoa học một chút, có thể là mình ghi ra như nào đấy, có thể là mình làm được nhiều việc hơn thì có thể có thời gian là mình chăm sóc gia đình các thứ nó nhiều hơn. Và bây giờ tới con đó. Chồng con thì chắc là chỉ có 1-2 tật xấu thôi, đấy là một là hay bừa bãi. Hoặc là có thể bởi vì con quá gọn nên là con cảm thấy như thế nó quá bừa. Con là nấu cơm xong là con phải dọn rửa xong hết, xong mình ngồi vào bàn ăn chẳng hạn. Thì tất cả mọi thứ đều gọn gàng rồi thì mình ngồi bàn ăn. Còn chồng con ví dụ như là pha một bát mắm chẳng hạn thì sẽ là lấy hộp chanh ra để ở đó.
cắt chanh ra, dùng nửa quả để luôn nửa quả và con dao ở đó và hột cũng ở đó luôn. Sau đó thì mang bát mắm đi và để tất cả mọi thứ ở đấy. Đó là bừa bãi đó con, dạ. Bãi chiến trường đó. Dạ đó. Với cả đôi khi là hơi nóng tính quá với con ạ. Tức là trẻ con thì nó sẽ thỉnh thoảng nó có thể làm đổ nước hay nó làm rơi vãi cái này cái kia. Thì hồi xưa thì lúc con mới đẻ con ra ấy, thì con cũng thấy là tại vì con là một người rất gọn gàng nên là con nhìn thấy là nó đổ nước hay cái gì đấy thì con cũng rất là khó chịu. Thế nhưng mà sau khi mà con đọc nhiều hơn và con cũng ý là khi mà mình làm mẹ thì mình phải học dần dần những cái đó thì mình mới nghĩ là ok, bây giờ trẻ con thì nó là một tờ giấy trắng thì nó sẽ phải học những cái kỹ năng đó dần dần, nó không phải như người lớn mà nó rót một cốc nước là nó có thể ok ngay hoặc là nó xúc một cái gì đấy mà nó phải gọn ngay. Nó có thể dây rơi một chút ra ngoài để con, thì nếu mà ướt thì thay quần áo, nếu mà bẩn thì mình cho đi tắm thì không có vấn đề gì cả. Nhưng chồng con lại khá là khắt khe với cái việc đấy. Đôi khi là con thấy hơi tội. Là hay quát đứa nhỏ. Vâng đúng rồi. Con chỉ mong là có thể kiểu ý là nhìn con của mình đúng như là một đứa trẻ. Cái này về bản thân con thì con cũng công nhận. Và con đúng cũng đang gọi là lần đầu làm ba thôi thì mình cũng học cách để làm ba. Hay chồng có điều gì nói muốn nói vợ hay là vợ ngược lại có điều gì muốn nói với chồng không? À, trước khi mình chia tay. Con chưa nói với vợ con chưa nói với cả chương trình với cả cô chú trước. Con có một bó hoa gửi cho tặng cho vợ con. Ôi lãng mạn quá. Cảm ơn. À, hoa này còn có cả phong bì nữa. À thế phong bì vậy. Cái là dạ. Thương hay là cái tên đấy con. Nên là vợ có thể mở ra, chồng giúp vợ cầm hoa. Mở ra đi. Nếu mà là tiền thì có thể tinh tinh được. Không, có thể là giấy tờ đất hay chẳng hạn. Con biết đây là cái gì rồi. Có thể đọc cho mọi người. Đưa lên cho mọi người đây xem ạ. Một chuyến du lịch hay quá. Đây là bức ảnh của hai vợ chồng con chụp hồi mới quen ạ. Hồi mới quen. Còn trước khi mà ngày xưa mà mới bầu em bé thứ nhất thì vợ chồng con cũng đi du lịch rất là nhiều. Nhưng mà em bé thứ hai mới chuyển nhà vào đây cũng rất nhiều công việc thì cũng chưa kịp đi đâu cả. Nên là con muốn rủ vợ con để đi riêng một chuyến hai vợ chồng đi Hàn Quốc. Sau khi một vài tuần nữa khi mà sắp xếp nhà ổn thỏa rồi thì sẽ gửi bé ở đây cho ông bà hai vợ chồng đi riêng vậy. Nhưng mà con có đồng ý không ạ? À? Dạ đồng ý ạ. Dạ đồng ý ạ. Cái nhà chắc ông xã em là rất là ga lăng với em đúng không? Dạ. Phải không? Chăm chút và săn sóc em cẩn thận lắm đúng không? Nhưng mà đôi khi cũng dữ dằn lắm anh. Dữ dằn lắm không? Dạ. Rồi, để coi cái chuyện dữ dằn đó chút nữa đi ha. Dạ. Còn bây giờ hai bạn giới thiệu về mình. Em là Lê Tuấn Thọ, đang công tác tại sân bay Tân Sơn Nhất. Em là Nguyễn Kim Dung, em 25 tuổi, đang là nhân viên công tác tại trường tiểu học. Đấy rồi, hai người gặp nhau trong trường hợp nào? Em là vợ em gặp nhau trong trường hợp là người chị ngày xưa làm cùng, có gọi em đi cà phê, giới thiệu em cho một người bạn của chị cho em. Nói chung là em không ấn tượng gì với ảnh hết trơn, ấn tượng đầu tiên kinh dị quá. Cái lúc mà em vô anh nhìn ảnh em nói trời chắc giới thiệu người này chắc cũng phải được. Làm chung với chị em mà chắc là phải được trai lắm. Em vô em nhìn em hết hồn luôn chị. Ủa sao vậy? Vô, trời ảnh mặc áo đá banh, mang quần đi làm quần xanh á anh, rồi mang dép tổ ong. Trời nhìn em nói trời ơi, cô gái mặc đồ kinh dị quá. Tại sao em mặc gì kỳ cục vậy? Dạ, do là em mới ở quê vào đi chơi thì cũng không nghĩ là mình phải ăn mặc đẹp. Rồi mình có nghĩa là mình mặc theo cái gu của mình thấy như vậy là ok rồi. Nên là mình không có nghĩ là cố lại ấn tượng xấu như vậy đúng không? Cái vẻ bên ngoài đầu tiên. Nhưng mà bữa đó thì em thấy sao, đẹp không? Nói chung là em rất thích cái kiểu cô ấy mặc. Em rất thích cái dáng của cô ấy là mặc. Có nghĩa là cái phọt của em là cái phọt ông địa đúng không? Rồi đến khi nào thì em mới có cảm tình với ông này? Dạ thì em cũng không có cảm tình với anh đâu anh. Cái lúc mà thời gian tìm hiểu nhau á là em rất là thích hành hạ. Trong cái ngày tháng mà em quen vợ em á, rất chiều cực khổ. Cực lắm hả? Cực lắm anh ạ. Có nghĩa là đi uống cà phê là một tuần là 3 buổi. Nhưng mà đi uống cà phê không bao giờ em đi một mình á. Tại lúc đó có thích đâu. Cho nên là em đi một lần em rủ 4-5 người đó chẳng trả tiền. Trả tiền chơi. Dạ. Đang đi nửa đường, gần tới quán rồi. Bây giờ vợ em gọi điện mà. Bây giờ mình đói lắm. Mình muốn ăn sầu riêng. Mình muốn ăn chôm chôm Thái. Bây giờ bạn mua giúp mình nha. Thế lúc đó cũng không biết là sầu riêng hay là chôm chôm Thái bán ở đâu cả. Tôi cũng cố gắng để đi tìm bằng được. Đến khi mua được cho cô ấy thì đến thì nếu mà đúng cái sở thích của cô ấy thì cô ấy ăn. Không đúng là cô trẻ thì cô ấy giận dỗi. Bị hành hạ kiểu đó mấy tháng? Bị hành hạ 8 tháng. Trời ơi. Thì coi thấy ghét không? Em vậy là quá kiên nhẫn. Mà chị là chị bỏ rồi đó. Mà có biết mà sao nói không? Nói chung là em cũng thử ảnh xem là anh này quen mình có chân thành không á chị. Nhiều người ta quen nhau rồi, nhiều người thấy người này đòi hỏi quá cái nói là sao con này đòi hỏi quá thôi tao bỏ. Mà anh cũng chân thành lắm chị, đeo tới cùng, chiều tất cả những gì mà em muốn. Dạ em đúng muốn rồi. Là anh chiều hết. Bữa đó cái điện thoại em nó hư chị. Em mới nói là trời điện thoại hư rồi. Em gợi ý cho ảnh á, gạch mi nói là thôi để anh mua tặng em cái điện thoại. Em không chịu, em nói cho em đòi cái gì. Nó thôi mua cái gì mà được có chụp hình quay phim rồi lướt Facebook rồi gì được. Anh mới nói là thôi vậy mua cho em cái con iPhone 4 á chị. Em nói không, em không thích đâu.
cái em đòi iPhone 5. Anh nói là anh không đủ tiền anh mua cho em. Em giận, không biết rốt cuộc kiếm đâu ra mua được em cho em cái iPhone 5 đó. Tôi mua cho cái điện thoại cùi bắp rồi. Nhưng mà cho anh hỏi là lúc đó làm lương tháng bao nhiêu mà dám mua một cái điện thoại iPhone 5? Lương em có chưa đầy 3 triệu. Em suy nghĩ sao nếu mà, nhưng mà như chị nói đó, nếu mà chị gặp vậy là chị bỏ rồi đó. Nhưng mà tại sao em không bỏ? Em hay quá vậy? Lại lúc đó em thấy mình bị hành hạ nhiều quá, đòi hỏi nhiều quá. Thì mình cố trong lòng mình cố gọi là dặn lòng mình là phải tán cho bằng được. Để khi mà tán được rồi mình đá vào ấy cho quá ghét. Thế nào mình lấy được? Đá cho bỏ ghét luôn rồi. Bán cho bỏ ghét. Bán cho bỏ ghét. Họ tốn tiền quá mà. Rồi coi như là em coi như 8 tháng là đổ hả? Dạ. Là cô ấy đổ hả? 8 tháng là lúc đó cô ấy mới chịu có cái tín hiệu có cho cái tín em hiệu. Rồi, dành tình cảm cho em. Vậy rồi sau đó có đòi lại không? Phải tính lại chứ. Dạ có, xém chút là không có cưới xin gì luôn. Bữa đó là đám cháu em ở dưới Bình Dương lên. Đám cháu đó thì cũng vậy thôi. Cái gì bạn bây giờ cháu. Cháu em mới đi ăn gà rán. Em mới nói là em đang ăn gà rán nè, thôi anh chạy ra đi. Nó nói thôi anh không ra đâu, em ăn lẹ nên em về. Sợ. Đúng là có sợ thật. Sợ đúng không? Mấy lần trước nó bị quả lừa như vậy rồi. Bây giờ trễ quá, anh vô anh la em. Em đi đâu? Em đi đâu giờ này em mới về? Đó. Đến chờ nãy giờ đó, cái em nói chỗ anh nói chuyện nhỏ nhẹ thôi, không có nhỏ nhẹ gì hết, đi đâu nãy giờ đi chờ. Cái em mới nói hả, chỗ bạn nói chuyện gì kỳ quá, chưa cưới mà bạn vậy, thôi tôi thấy bạn vậy không được rồi. Cái bạn này nói bây giờ thôi không cưới xin gì hả, dạng không trả hết đây. Cũng đi về, được chừng 5 phút cái hoành vô cái xin lỗi là thôi anh trả, nhưng mà em giận quá, em không có chịu. Em không có chịu là giận chứ chị, vậy là chị cũng giận dữ lắm á. Em mới nói là không có cưới xin gì hết, cái anh này anh sợ quá anh khóc. Nhưng mà cái lúc đó bạn khóc là khóc thiệt hay khóc giả? Khóc đấy là khóc thật, tại vì sao? Tại vì sợ đúng không? Hai bên gia đình đã biết nhau rồi, mà lại lỗi của mình, mọi người biết, mọi người lại cười mình. Sau khi cưới nhau thì như thế nào? Rồi mỗi lần giận nhau có đòi lại tiền nữa không? Chị. Dễ gì đừng có còn sắp nổi được nè bây giờ dễ gì. Anh nghe giờ hỏi thật nghe, cưới nhau về vợ quản lý chi tiêu chặt không? Vợ quản lý chi tiêu rất chi là chặt, ngày phát chặt nhẽ đúng không? Ngày chỉ phát cho 100 ngàn. Tại vì ăn cơm là em đã nấu cho ăn, chung là xăng em đổ đi, chung 100 ngàn đó là chỉ có uống nước thôi. Nhiều khi anh đói cái gì anh ăn thêm thôi, nhưng mà chồng em có cái tật là ăn sang lắm chị ơi. Thay vì buổi sáng em nói là ăn cái gì vừa phải thôi, đến trưa mình ăn nhiều hơn. Không, sáng ăn tô phở 35 ngàn, nhiều khi đói có 2 tô là hết 70 ngàn. Trong khi đó em ăn sáng có 10 ngàn. Nhỏ con mà ăn cho ấy đó, cho mập đó. Ăn nhiều lắm chị. Thật lòng cái tâm lý của em là em muốn là em sống với bạn em nó rõ ràng song phẳng, chứ em không muốn là mình thiếu tiền bạn lại giả cho mình. Có nghĩa là tâm lý bây giờ cho đến thời điểm này là hơi bị ức chế về cái vấn đề là bị quản lý tiền đúng không? Quản lý tiền chặt quá. Có yêu cầu nghĩa là cho thêm không? Yêu cầu là cho thêm một ngày thêm đôi 300 nữa. Thật ra là thế bây giờ thu nhập thì bao nhiêu mà đòi một ngày thêm đôi 300? Nói chung thu nhập của anh giờ cũng 7 triệu một tháng á chị. 7 triệu. Dạ. 7 triệu. Thì nếu như một ngày mà 100 mỗi ngày 100 là 3 triệu rồi. Là 3 triệu. Dạ. Thêm đôi 300 nữa thì lố hơn con số 7 triệu đó. Dạ. Đúng không? Lấy tiền lương của vợ đắp qua. Chồng em bù qua sớt lại mà. Dạ chồng em á hả chị, đi nhậu về mỗi lần nhậu xỉn về là bắt đầu ghen với người cũ chị. Nói anh cần tôi đâu có bằng người trước của cô đâu, tôi đâu có bằng. Tự nhiên nói vậy đó chị. Chạnh lòng đó. Nói câu vậy cái đi ngủ. Đút suốt ngày nhậu vậy rồi. Nhưng mà phải có ức chế gì đó cho nên về mới nói. Không, còn có một xíu. Tại vì vậy nè Thuận, anh ấy đến với cô ấy là tinh khôi, trước đó là anh ấy chưa từng có người yêu. Trong trắng luôn ạ. Đó, trong trắng luôn. Tinh nam. Bình thường thì đâu có nói được, những lúc mà nhậu vô là ức. Thực ra cái mong muốn của hai bạn này á, nó không có cái gì lớn lao để mà hai bạn không thực hiện được đúng không? Xớt qua xớt lại một chút xíu. Còn rất nhiều thời gian ở phía trước để tìm hiểu nhau, để mà có thể là thống nhất, kết nối với nhau trong một cái gia đình hạnh phúc. Đồng ý không? Đồng ý. Ok, cảm ơn hai bạn. Hai đứa có gương mặt giống nhau quá. Đúng rồi, mặt phu thê nha. Có ai nói giống không? Dạ có. Có đúng không? Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Phận, con chào cô Hồng Vân. Con tên là Nguyễn Bình Nguyên, năm nay con hết sức bình tĩnh nha. Không phải, tôi còn bị nghẹn. Đau đúng không? Dạ. Con hết sức bình tĩnh nha. Dạ rồi. Nhưng mà cô khuyến cáo một điều là thực ra chú Thuận cũng già lớn rồi, cho nên là con cứ việc là cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận nha. Trời con ơi. Đừng có thèm gọi bằng anh, con gọi bằng chú cho cô.
Nếu mà cô đã nói vậy rồi thì con cũng xin thẳng thắn. Con chào cô Hồng Vân. Con chào chú Quốc Thuận. Yeah. Thẳng thắn luôn không? Nãy giờ là nó ém đó. Tại sao không kêu bằng anh chị luôn ta? Thôi, thôi đừng ảo tưởng. Năm nay con mới có chút xíu mà. Đó, thôi con... giờ giới thiệu đi. Con giới thiệu đi. Dạ, con tên là Nguyễn Bình Nguyên. Năm nay con 25 tuổi. Công việc của con hiện tại là trợ lý đạo diễn. Trời, Bình Nguyên. Nguyên ơi, con 25 tuổi hả? Dạ. Sao nhìn con chững chạc quá vậy hả? Thôi, nó kêu mình bằng chú đúng bằng rồi. Chú là đúng rồi. 1997 là bằng con trai thứ nhì của cô đó. Bằng bé mới Floyd của cô đó. Bình Nguyên ơi. Là trợ lý đạo diễn. Dạ, có làm mấy công việc diễn viên không? Dạ có. Hiện giờ là trợ lý đạo diễn cho chương trình hay là cho phim? Hay cho thể loại nào? Con còn làm cho phim không? Phim đúng không? Con còn làm điện ảnh. Dạ. Nhớ cô nha. Nhớ cô thì phải nhớ luôn chú. Con nói là vừa làm cho chú xong. Ủa, làm gì? Phim đó có anh Hoàng rapper nữa, nhưng mà con xin lỗi là con quên tên rồi. Con đi quay thôi. Không nhớ. Yêu nhầm cô gái ông Trùm đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, phim của công ty MCV sản xuất đó. Dạ đúng rồi. Chú làm đạo diễn. Dạ. Ủa? Ủa nhưng mà con làm diễn viên chứ không? Dạ đúng rồi. Ừ, mới nói ủa sao làm trợ lý mà sao mình đạo diễn không nhớ? Mà hai chị em mình cũng ủa một lúc luôn á. Rồi, mày con. Dạ, con chào cô Hồng Vân với lại chú Quốc Hồng. Thì con tên là Trân Châu. Năm nay con 24 tuổi. Công việc hiện tại của con là đang làm nội trợ thôi ạ. 24. Dạ. Đứa 25. Trời ơi, tôi trẻ quá. Trẻ lắm. Trẻ măng luôn nha. Nhưng mà trước khi mà con làm nội trợ đó, là con làm công việc gì? Dạ, con đi lập đóng phim. Là ép cha thôi ạ. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Thì là thường là những cái mối tình của những bé so với lại anh trợ lý. Rất là hay xảy ra lắm, thường xuyên á. Còn như cái này tôi xin bật mí là thường đạo diễn á là hay là ban đầu là sẽ mời các diễn viên mình vào những cái vai chính và đến các vai diễn mà thứ hoặc là vai diễn phụ đó, thì là thường là trợ lý đạo diễn, thường tự là thuộc quyền của trợ lý. Trợ lý đó. Đó. Thế những mối tình đó hay nảy sinh đó con. Dạ. Chắc có lẽ là hai đứa quen nhau là trong một dịp nào đó mà hai đứa cộng tác với nhau trong một bộ phim đúng không? Dạ không. Dạ không. Chắc là cộng tác rồi, không chú một cái gì hết trơn. Tưởng là ăn 100% rồi, cuối cùng là công chú. Thôi. Rồi nói đi, hai đứa quen nhau trong trường hợp nào? Cũng vào cái đêm mà tại sao thì con nằm đang ế xô á, thì con nằm ở nhà con lướt điện thoại thì tự nhiên vô tình thấy bà này đổi bạn qua với con. Thì thấy là quen quá, chắc là đó giờ cũng có làm phim của mình làm rồi. Thì con mới đồng ý rồi, hai đứa nói chuyện xong rồi qua ngày sau là quen luôn. Vậy đó hả? Dạ. Sao chớp nhoáng vậy? Dạ. Mà lúc đó con nhắn tin cho bạn này làm quen là con có biết bạn này không? Con đã biết bạn này chưa? Dạ chưa, con chỉ có gửi lời mời các bạn thôi rồi chứ. Trên Facebook đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì có bạn chung với nhau. Là qua ngày hôm sau là gặp nhau. Qua ngày hôm sau thì bạn đang đi quay thì con lên con chờ bạn quay xong rồi khi mà bạn quay xong thì hai đứa coi phim tại đó luôn. Rồi quay xong rồi coi phim tại đó luôn là sao? Dạ là bạn đó đang quay tại rạp. Bạn đang quay tại rạp chiếu phim. Quay cảnh là ngay chỗ rạp chiếu phim. Là hai đứa coi phim luôn. Dạ. Vô trong phim rồi có coi phim không? Dạ có coi phim. Lúc đó là phim Tiệc Chân Máu. Vậy là mới quen đi à? Dạ đâu lâu rồi. Ủa Tiệc Chân Máu mới đây mà. Nhưng mà bữa đó là tụi con mới đi coi. Rồi là sao nữa? Sau đó tình cảm nó phát triển như thế nào nè? Chưa đi xem phim xong rồi con còn bạn kêu chở về nhà nhưng mà con chở bạn thẳng vô khách sạn luôn. Sao này hay là mình hơi choáng váng ta. Sao nhanh dữ vậy? Con còn ăn ốc ngoài đường ấy chi. Còn ăn ốc. Còn ăn ốc nữa. Thiếu vụ ăn ốc. Ăn ốc xong nó không có đổ vỏ. Nó vô khách sạn nó mới đổ vỏ luôn. Thôi Nguyên. Dạ. Sư phụ. Mới tình chỉ mới qua một ngày thôi đúng không? Dạ. Vậy là gắn kết hai đứa giống như trời khiến. Dạ nhưng mà vô trong thì cũng bạn nay nó ngủ à. Ủa sao kỳ vậy? Dạ. Vô tới đó là đóng cửa là chị em thôi chứ không có gì hết. Là sao? Thầy chị nói em à. Dạ đúng rồi. Nhưng mà tại vì ngày đầu con thấy khuya rồi với đi về trễ thì cũng không nên á, nên là thôi con chở vô trong đó luôn đi. Rồi người ta suy nghĩ gì người ta suy nghĩ. Rồi, dạ. Thật ra là như thế này, khi mà nghe cái câu chuyện mà vừa ngày qua ngày hôm sau gặp nhau, rồi chờ nhau đi coi phim đi ngốc xong rồi vô khách sạn thì nghe ban đầu thì hơi sốc, nhưng mà phải nghe cho hết là vô khách sạn rồi mạnh ai nấy ngủ.
đúng chưa? Dạ. Đó, mà sao đi khách sạn là bởi vì sợ về trễ nguy hiểm đúng không? Dạ đúng rồi. Tại sao con có một cái là con có thể tả cái cảm giác của con cái lúc đó, tại sao con đưa bạn vô, con cũng quý bạn này mà coi như mạnh ai nấy ngủ không? Ờ, tại vì mình nghĩ là nó không có nên vội vàng quá. À, tức là đó là con tự kiềm chế đúng không? Dạ, cái này vừa tự kiềm chế và suy nghĩ cho đối phương luôn. Thế còn Trân Châu, đây là lần đầu tiên gặp nhau và cũng là mới biết hôm qua, tại sao lại đồng ý cho anh đưa vô khách sạn? Thế con không sợ à? Lúc ấy con có sợ không? Dạ con cũng hơi sợ. Sợ mà nhưng mà sao trong đi? Cái lúc mà ăn ốc với nhau có nói chuyện qua lại rồi cũng có nhắn tin trên mạng đó thì con cũng thấy như là cũng hơi tin tưởng chút xíu. Nếu như đêm đó mà nó xảy ra chuyện gì thì sao? Mình chịu luôn chứ sao. Vậy đúng rồi. Mà tại vì con đã quý bạn rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Thực ra là hai đứa này á, cái khuôn mặt nó phu thê quá đi. Giống thành ra quá. Là chắc là chạy trời không khỏi nắng. Đêm đó có cái gì hay không có cái gì chắc cũng sẽ là vợ chồng thôi. Tại vì mặt tụi con giống nhau lắm luôn á. Dạ, rồi sau cái đêm đó, sáng hôm sau thì bao lâu thì các con mới chính thức gọi là yêu nhau? Sau hôm đó thì tụi con vẫn dành thời gian cho nhau. Thì đi làm thì ngoại giờ thời gian đi làm thì con đều qua con chở bà đi chơi, đi coi phim này nọ, cũng đi ăn uống này nọ rồi về. Thì được gần một năm thì tụi con về sống thử, về ở chung. Bao nhiêu lâu thì gia đình hai bên biết? Gần một năm là con xin mẹ của bạn này cho về các ở tìm hiểu. Tìm hiểu và sống thử. Nhưng mà trước khi sống thử thì các con đã có lần nào coi như là quá giới hạn không? Thật sự thì cái đó là cũng có. Có. Cho nên cái việc sống thử là cái chuyện đó là nó bình thường thôi. Sống thử thực ra chỉ để là để tìm hiểu xem là tính chất của mình có phù hợp hay không. Đó, xem là hai người có thể là trở thành một cái khối đoàn kết được hay không, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà là về nhà ai? Dạ không có về nhà con luôn, tại vì thật sự ra đó là con cũng xin phép kể cho cô với chú nghe là từ nhỏ là con không có gia đình rồi. Lúc mà con sinh ra 3 tháng là con bị bỏ trước cửa nhà bà nội con. Ồ vậy hả? Có nghĩa là bỏ con trước cửa nhà bà nội. Dạ. Thì vô tình bà nội con đi chợ về thấy con nằm đó kiến lửa bu hoài, bu hết cả người. Mà nếu mà bà nội không cứu thì chắc là giờ này không có con ngồi đây. Ồ, nhưng mà đó là bà nội ruột con hả? Dạ đúng rồi. À vậy lúc đó ba con đâu? Lúc đó là ba với mẹ con là kiểu như bị vỡ kế hoạch. Tức là ba mẹ lúc đó chưa lấy nhau đúng không? Dạ lấy rồi đã có chị của con rồi và kiểu như là không muốn có nữa nhưng mà con là bị vỡ kế hoạch. Nên là mẹ con đem con bỏ vô nhà bà nội luôn. Ủa sao kỳ vậy ta? Tại sao lại bỏ nhưng mà bỏ theo kiểu mà giống như là bỏ trẻ em gọi là vô thừa nhận vậy ta? Dạ đúng rồi. Nên là bởi vậy nên là con nói là nhỏ giờ con không có gia đình là vậy. Thế nhưng mà lúc đó thì tức là ba con đâu? Ba con có đó cũng hành động gì không? Lúc đó ba con còn nghe lời của mẹ con. Có nghĩa là con hoàn toàn sống với bà nội thôi. Dạ. Còn ba mẹ thì vẫn ở với em. À với chị. Với chị của con. Dạ đúng rồi. Tới hiện tại thì 1-2 tháng nay thì ba con mới về trong nội ở. Thì hai vợ chồng cũng xích mích á. Nên con cũng mới nói chuyện lại với ba con thời gian này thôi. Lúc đó là nội con nhiêu tuổi rồi? Lúc đó nội con 63 tuổi. 63 tuổi là nuôi con luôn đó. Dạ. 63 tuổi là nuôi con tới 25 tuổi. Bây giờ bà nội thì... Bà nội mất rồi. Nội mất lâu chưa? Bà nội con mất được 2 năm. Vậy nội giống như người mẹ của con rồi đúng không? Bà nội con hồi xưa kêu là thích coi hài, coi chương trình lắm. Thì con mới kêu là nội đã đợi con đi. Mốt con lớn con làm cho nội coi. Mà chưa kịp à. Nội mất 2 năm rồi. Dạ. Còn ông nội thì sao? Ông nội ông nội con thì mất trước lâu rồi. Mất trong vừa giải phóng. Có nghĩa là con cũng không có được gặp ông nội luôn. Dạ, đúng không? Chỉ mình bà nội nuôi con thôi. Rồi còn mẹ con thì sao? Trong suốt 25 năm con có gặp mẹ không? Dạ không. Con gặp. Là do con chủ động không muốn gặp? Thật sự là con cũng chủ động một phần và mẹ con cũng chủ động một phần. Kiểu như cả bên không ai muốn gặp ai hết. Con không hiểu được lý do tại sao lại như vậy luôn á. Thực sự cô không hiểu được luôn. Thế còn con thì sao con? Con có biết hoàn cảnh của Nguyên không? Dạ lúc đầu mới Nguyên thì Nguyên có nói. Thì nhờ như vậy thì con mới cảm thấy là thấy thương á. Con biết từ lúc nào? Con biết từ lúc nào khi mà con mới quen anh hay là quen một thời gian rồi anh mới kể cho con nghe? Dạ là lúc đầu là anh kể trước luôn rồi. Là trong cái bữa ăn ốc hả? Dạ đúng rồi. Trong bữa đó là hai người nói chuyện rất là nhiều. Là bắt đầu là con
Con nghe vậy thì sao? Dạ đúng rồi. Con rất thương, rất là đồng cảm. Đồng cảm là đồng cảm sao? Giống như cô nghe là cô đứt ruột luôn á, cô nói thiệt. Con không nghĩ là có người mẹ nào mà có thể mà làm như vậy được. Thì tại vì Nguyên con của cô cũng là Khôi Nguyên. Bé bé Trời Phi đó tên là Khôi Nguyên, bằng đúng tuổi con luôn. Con sinh tháng mấy? Dạ con sinh tháng 3, 8 tháng 3. Vậy là lớn hơn Nguyên, Nguyên sinh tháng... Tháng 3 luôn hả? Tháng 2. Tháng... Thật sự anh rất là xúc động. Không nghĩ được cái hoàn cảnh của Nguyên nó như vậy. Nhưng mà cho tới thời điểm này em đã làm được cái công việc, làm cái công việc mà để giống như em nói là bà nội rất là thích. Nó thích xem phim, thích xem hài. Và hiện giờ em đang làm một cái công tác này. Phải nói là em cũng may mắn là vẫn còn có bà. Chứ nếu như bà mà không về kịp, hoặc bà cái ngày hôm đó vì một lý do đó mà không gặp, thì chắc là em sẽ không có ngồi đây, đúng không? Dạ, đúng. Anh rất là xúc động khi em nghe câu mà nếu mà về không kịp thì bị kiến bu, đúng không? Và tôi nghĩ rằng là khán giả khi mà xem đến đoạn này cũng sẽ là nhói cái tâm can, giống như là Quốc Thuận và chị Hồng Vân ở đây. Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục câu chuyện nha. Sau đó thì là bao lâu thì các con mới chính thức gọi là yêu nhau? Tụi con về sống thử thời gian thì con cũng kêu vợ con là thôi bây giờ tôi làm phó rồi, bây giờ bà làm trợ lý cho tôi đi. Lôi đi đâu là lôi bả theo, như đi Đồng Tháp quay xa quay tỉnh là lôi bả theo hết, không cho bả ở nhà mình. Thì thật sự là ở nhà có mình con làm. Từ nấu ăn rửa chén quét nhà quét cửa là mình con làm hết. Giờ bỏ bả nhà rồi, giờ bả không nấu cơm bả đói rồi sao? Có phải là từ nhỏ là con đã được nội dạy cho tự chăm sóc, tự làm hết tất cả mọi thứ không? Dạ đúng rồi. Nhỏ giờ con tự nấu ăn, tự sinh hoạt cá nhân. Con học tới lớp mấy? Con thì con học được cao đẳng. Ừ. Con học được cao đẳng quản trị kinh doanh. Ồ, quá giỏi. Vợ con thì học đại học quản trị kinh doanh. Xong hai đứa ra làm phim hết luôn. Quá giỏi. Ừ. Rồi là suốt cái quá trình mà đi làm phim như vậy là cái tình cảm nó càng... Nó càng gắn kết với nhau hơn nữa, đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Tại vì mình thấy mình đi làm cái nghề phim mà sương gió nắng nôi cái kiểu, mà bà cũng đu theo mình, bà không bỏ, bà không nàng. Quý cái đó. Những lúc mà chồng đi làm vất vả như vậy á, con lúc đó con thấy bạn trai của mình như thế nào? Con thấy không rất là giỏi, rất là chịu khó làm. Mà thật ra cái công việc phó đạo diễn với trợ lý á, nó rất là nhiều. Cái đồng lương nó rất là bấp bênh. Dạ đúng rồi. Thấp. Cực lắm luôn á. Dạ cực nữa. Thế thì các con có nghĩa là các con đã hỗ trợ với nhau như thế nào? Thì con giúp đỡ được cái này con giúp. Rồi. Mà bên gia đình con thì ba mẹ còn khỏe hết chứ hả? Dạ. Thương Nguyên không? Dạ ba cũng thương Nguyên lắm đúng không? Dạ cũng có giúp đỡ Nguyên nữa. Con quê ở đâu? Dạ quê ở Củ Chi. Ở Chi. Dạ. Rồi khi mà con nói con về nhà ảnh sống thử thì ba mẹ có phản ứng không? Dạ có chứ. Mẹ con thì lúc đầu không chịu, không cho. Xong rồi chửi con quá trời. Xong rồi mới nhờ Nguyên nói chuyện với mẹ con, mẹ con mới đồng ý. Chỉ là nói chuyện qua điện thoại thôi. Nhưng mà hiện tại là con đang ở nhà, là nhà của bà nội hay là... Lúc đó là con trên đây con làm, con tự lập thì con sống ở chung cư. Tại vì lúc mà bà nội con mất là con không có về. Ủa bà nội con ở đâu? Dạ cũng là Củ Chi. Nhưng mà bà này là bên đây cầu, con bên đây cầu. Rồi bây giờ nhà của bà nội thì ở dưới là ai ở? Ba con ở, ba con coi chỗ đó. Còn giờ hai đứa ở nhà trên này là nhà thuê? Dạ con ở thuê. Rồi sao sống thử bao lâu thì cưới? Dạ sống gần một năm á, thì đang đi làm. Đang đi làm thì bữa đó là bả mệt bả ở nhà. Thì đang đi làm vậy, cũng đang làm vậy, bả kêu anh ơi bác sĩ bảo cưới. Là con nhớ lúc đó là đầu giai đoạn mà bùng dịch. Là tháng 3. Là tất cả rớp rẽn là chụp hình cưới rồi mời khách là trong vòng đúng 3 ngày. Là con vừa làm xong cái phim đó là tối hôm nay con làm xong là
Về nghỉ ngơi tới trưa là chiều con khoác bộ đồ vest lên con làm chú rể luôn. Vậy á hả? Là phải làm rớp rẻn đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà cũng may là vừa làm xong là dịch bùng dịch đúng không con? Dạ. Chứ không là neo á. Neo là mệt luôn á đúng không? Đúng. Rồi bây giờ em bé được bao nhiêu tháng rồi? Dạ được 4 tháng rồi. 4 tháng. Dạ. Và chúc mừng hai đứa. Dạ. Hả? Là hai đứa ở chung cư chỗ nào vậy? Ở con ở chung cư Lê Thành. Lê Thành ở đâu ta? Ở bên Bình Tân á. Trời ơi mà như vậy thì tụi con ngay cái lúc có bầu mà lại bùng dịch như vậy thì đâu có đi đâu làm ăn gì được đúng không? Trong cái khoảng thời gian đó là thật sự là con có trước khi bả báo tin cưới á, có bầu á là con có bỏ một cái số vốn cũng ít à, cũng mấy chục thôi. Con cũng tính làm cái phim nhỏ nhỏ để mình để đời kỷ niệm, mình lưu lại. Thì vừa các kiểu cái hạch tiền kỳ xong hết là bùng dịch là tan rã, là đổ nợ từ đó luôn. Là coi như mất cái số luôn. Tiền đó luôn. Dạ. Chưa kịp làm gì hết. Đúng rồi chị, cái đợt đó em biết nè, rất là nhiều cái dự án đều bị fail hết luôn. Và tới bây giờ cũng không, là mất trắng luôn, không thể nào làm đúng được. Rồi. Rồi tụi con trải qua cái thời điểm khó khăn đó bằng cách nào? Thì đợt đó là cách ly, không giãn cách xã hội, không có cho ra ngoài đường á. Đó là đợt 1 hay đợt 2? Cái đó là đợt 2. Là mới đây nè. Đợt 2 là căng hơn á. Đợt 2 căng lắm. Đợt 1 dạ, đúng rồi. Không làm ăn được gì cả. Vừa nhả ra cái là tính làm, cái là bùng lại nữa là nó giãn cách xã hội thêm. Mà lúc đó là con đang có bầu. Dạ đúng rồi. Đúng không? Đang có bầu. Lúc đó là rất là đang khó khăn luôn. Không làm một cái gì cả. Đó. Lúc đó tụi con cố gắng trải qua bằng cách nào? Lúc đó là con cũng ráng xoay sở là con nhập nông sản về con bán tại chung cư. Tại vì hiện tại chung cư con ở cũng đông lắm, cũng mười mấy ngàn người. Thì mình kiếm được đồng ra đồng vô. Rồi con nhận chạy ship nữa, shipper. Tại vì đợt con có giấy để chạy á, được đi ra ngoài đường. Giỏi. Chạy giỏi. Shipper. Đấy, tại vì nghĩ cũng là bây giờ cũng đi ra đường á thì cũng dịch, mình cũng sợ là sợ đem dịch về nhà. Vợ đang có bầu mà. Nhưng mà mình không làm thì mốt mình vợ mình đẻ thì tiền đâu cho vợ đẻ. Lúc đó con phải giữ gìn dữ lắm đúng không? Dạ. Về chứ phải cách ly với vợ chứ cô cũng thấy nguy hiểm. Cái đợt thứ nhì mà vợ nằm trong phòng, con nằm ở ngoài sofa. Cái đợt đó là chưa có chích ngừa. Đúng rồi, cái đợt đó rất là nguy hiểm luôn. Còn cái đợt đó chết ghê lắm luôn á. Bây giờ thì cuộc sống nó đỡ hơn rồi đúng không? Công việc của con bây giờ ổn định chưa? Dạ chưa, con cũng đang có một cái định hướng mới trong tương lai của con. Nhưng mà con vẫn tiếp tục với cái vai trò là trợ lý với phó đạo diễn đúng không? Dạ đúng rồi. Chú hỏi là có vấn đề đó. Để có dịp nào đó hy vọng chú và con sẽ gặp nhau trong một cái dự án. Dạ, yeah. Cảm ơn chú. Rồi, ok. Rồi bây giờ thì là bé là... Ủa, bé trai bé gái? Dạ, bé trai ạ. Bé trai đúng không? Rồi bây giờ, nói chung cuộc sống bấp bênh như vậy rồi, sắp tới cái định hướng của các con có định làm thêm cái gì nữa không? Sắp tới là con sẽ định hướng nếu mà qua Tết này á. Con thấy nhà cửa con ở dưới quê á, cũng không ai trông ngóng mà ba giờ cũng lớn tuổi rồi. Thì con muốn là hai vợ chồng bà dưới với lại có cháu nữa cho ba vui. Thì con mong muốn là con mở một cái quán ăn gia đình nhỏ nhỏ để mình có thể làm chủ được thời gian với lại cái ở dưới Củ Chi phải không? Dạ đúng rồi. Cái khu đó có thuận tiện cho cái việc làm mở quán ăn không? Nhà con nằm giữa dãy khu công nghiệp. Ôi ok đó. Thôi vậy được rồi. Ok, nói vậy thôi là thấy ok. Rồi làm mai mốt là mở ra xong rồi để vợ trông coi, khi nào con có việc á thì con đi làm, vợ trông coi ở nhà. Bây giờ qua Tết rồi, thậm chí coi như chuẩn bị tất cả mọi thứ là đứa bé nó cũng đã 1 tuổi rồi. Dạ. 1 tuổi mấy. Vợ ở nhà có thể chăm lo mọi buôn bán tất cả mọi thứ, có ông nội phụ, con có thể đi làm được. Dạ. Hy vọng là những cái mong muốn của con nó sẽ đạt thành ha. Rồi. Rồi bây giờ đến cái phần kia đi. Ừ, bắt buộc phải đến phần kia đúng chị không? Chị tôi buồn rồi đó. Chị tôi lâu lắm rồi mới thấy chị tôi khóc. Khóc mà khóc nói không được luôn á nha. Rồi, thôi bây giờ đến với cái phần cho nó thay đổi không khí đi. Dạ. Đúng không? Dạ. Đó, bây giờ sống thử với nhau 1 năm. Rồi giờ lấy nhau cũng đã 1 năm. 1 năm 2 năm. Gần 1 năm. Gần 1 năm. Dạ. Đó, bây giờ tật xấu còn có nhiều. Trân trọng. Dạ, tật xấu thì cũng nhiều lắm. Cũng nhiều lắm đúng không? Dạ. Con coi chương trình này chưa? Dạ con coi rồi. Con biết cái phần này là phần con chờ đợi đúng không? Dạ. Không phải một mình con mà các bà vợ hầu như là bao giờ tới phần này cũng đều là cái phần hấp dẫn của các cô vợ. Dạ. Rồi bây giờ hãy kể đi. Những cái tật xấu của ổng là gì? Nóng tính lắm chú ơi. Em nóng tính. Kể ít thôi. Thôi, không có được dạng mặt người ta. Đó, cái đó cũng là một tật xấu đó. Đó, che giấu cái tật xấu của mình đó là cũng là một tật xấu. À. Nóng tính hả con? Nóng dạ. Cỡ nào? Nóng có thể chửi mà có thể đánh nữa. Mà nói giờ có đánh con không? Dạ có. Thì không Nguyên.
mấy lần? Ừ, dạ cũng nhiều lần. Trời ơi, đánh cỡ nào? Sao con cứ làm cô sốc hoài vậy? Dạ, tại vì thật sự là biết tính con nóng. Mà con nóng lên là con không có kiềm chế được. Mà cứ đi theo cứ nhai 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 con suốt ngày. Ừ. Bà ý là bà biết tính mình như vậy rồi, nhưng mà cái tính của bà là thích chọc cho mình điên hơn nữa. Thì để xảy ra vậy, nhưng mà xong rồi rốt cuộc hai vợ chồng cũng về. Vậy hả? Nhưng mà mỗi lần đánh như vậy rồi nó tổn hại nhiều thứ không? Dạ tổn hại về đồ đạc, chứ không có không tổn hại về thân xác. Nói đánh người ta mà không tổn hại thân xác. Đánh sao nè? Đánh chứ đâu có khều. Chân dâu nè, đánh sao nè? Dạ là đánh trên đầu thôi ạ. Trên đầu là sao? Dạ là lấy tay đánh thôi ạ. Thì lấy tay đánh là đúng rồi, chứ không lẽ giờ lấy cây. Tay đánh nhưng mà con có đau không? Mỗi lần vậy con đau không? Dạ có đau chút xíu nữa. Nhưng mà mỗi lần đánh con như vậy dám đánh mạnh không? Nhưng mà con không biết đâu. Cái đó đau thì có thể là về gọi là vật lý thì đau không bao nhiêu, nhưng mà cái đau về bên trong lòng. Bên trong lòng mới lòng cô biết mà. Mà hồi nãy khi mà chú hỏi đánh con nhiều lần không? Và trong lòng của chú chỉ mong là đánh một lần hai lần lỡ tay, nhưng mà cái nó hơi chột, nó là chột dạ trong lòng của chú là vợ nó đánh nhiều lần. À, khẳng định lại đi, tại vì hai đối với bà là số nhiều á, một là số ít á. Mình đi từ bất ngờ tới bất ngờ nọ, và con vợ cũng vậy. Nội nào ập chung nấy là sao? Là sao? Sao đánh nhiều lần không? Hai đối với con là số nhiều đúng không? Một hai lần. Chữ nhiều đó là nó nhiều lắm đó, là đánh thường xuyên đó. Là mấy lần? Là số mấy? Mấy lần? Mà cả mười mấy lần tôi té tôi xỉu liền luôn á. Ê. Trên hai lần mà dưới 10 lần. Thôi, con không đếm được. Thôi cho dù có đánh coi như cỡ nào nữa thì chú cũng mong rằng là sau chương trình này rồi thì con phải thôi không được đánh vợ. Dạ không, con bỏ rồi. Mình làm nghệ sĩ mình luôn luôn làm những cái điều đẹp đẽ trong cuộc sống này, và mình mang đến cho tất cả mọi người có nhìn thấy được cái đẹp của những người làm nghề của mình. Đừng bao giờ, đừng bao giờ đánh phụ nữ dù là một cành hoa. Con biết sao không Châu? Có nghĩa là gì nè? Cái nghề của chồng con á thì con biết rồi, con có đi đóng phim con biết mà đúng không? Cái nghề nó gọi là trên đe dưới búa. Ở gọi là có chuyện gì là đạo diễn cũng cằn nhằn là cằn nhằn trợ lý. Rồi ở dưới diễn viên có cái chuyện gì á là cũng trợ lý. Nói chung là trợ lý lãnh đủ, thành ra lúc đi làm mà cái áp lực công việc nó kinh khủng lắm. Đó cho nên thành ra tính tình nó nhiều khi cọc á, bị cọc tính á. Tại vì mình lúc đó mà để cho không khí đoàn phim nó thuận lợi, nó có thể chạy được á, thì trợ lý phải nhịn hết. Chứ cũng không có dám bật lại, tại bật lại lúc đó là mọi thứ nó sẽ trở nên gọi là ngưng trệ lại liền. Tại vì không khí nghệ thuật mà căng thẳng là không ai diễn được, cũng không ai làm việc được. Thành ra là cái người phó và cái người trợ lý là cái người rất là khổ. Phó đỡ nha, chứ trợ lý khổ lắm. Cô biết, cô đi làm phim nhiều cô biết. Nên cô thường là cô làm bất kỳ đoàn phim nào cũng đều thương nhất là cái người trợ lý. Cô rất là thương luôn. Đó, tại cô hiểu được cái công việc nó là như vậy. Thì thành ra là đứng về phía... Tức là cô có một chút thông cảm điều đó đối với Nguyên. Ở cái hành động là Nguyên không kềm hãm được cái tính nóng của mình. Thế nhưng mà ngược lại á, thì con phải nhớ là đây là cái người sẽ đi cùng con đến suốt cuộc đời. Và là mẹ của con. Cho nên rằng làm gì làm con, ví dụ như con tưởng tượng đi, con bị đạo diễn rầy la con, hay là bên diễn viên, những diễn viên lớn đó, họ trên đe dưới búa con, thì con tổn thương lắm. Ngoài cái việc con bị bực mình, con còn bị tổn thương nữa. Thì con cứ nhân cái tổn thương đó lên 10 lần thì ra cái tổn thương của vợ con. Bởi vì sao? Vợ con bị một cái người mà mình yêu thương, cái người mà mình gọi là giống như tôn thờ đi, vợ mình là cái tôn thờ, mà làm như vậy mình nó khổ lắm con, rất là khổ. Cho nên con cứ nghĩ tới cái điều con bị tổn thương bao nhiêu, nhân lên 10 lần thì ra vợ con, mà vợ con nó mong manh, con phải là người bảo vệ nó chứ, bảo vệ nó, bảo vệ cái gia đình nhỏ của con chứ, đúng không? Con đã từng bị bỏ rơi rồi thì bây giờ con không được quyền bỏ rơi bất kỳ một người nào bên cạnh con nữa. Con biết không? Con biết mình khổ tới mức nào đúng không? Nói riêng chú là chú hoàn toàn nói thẳng luôn, không mà hoàn toàn không bao giờ ủng hộ, hoàn toàn không bao giờ coi như là chấp nhận cái việc mà đàn ông mà đánh phụ nữ. Đó. Nhưng mà ngược lại thì Châu, con phải nhớ cái hoàn cảnh của chồng con không được bình thường như những người đàn ông khác. Cho nên con phải thương. Khi con thương rồi á thì con sẽ tìm cách để mà con hóa giải được những cái mà chồng con đang vướng phải. Nó đã vừa cuộc sống nó như vậy rồi, nó lại làm một cái nghề nó quá áp lực đi. Thành ra là mình cố gắng đó, ví dụ như là như nãy Nguyên có nói là biết mình tức nhưng mà cố gắng, tức là cứ nhây để mà cho nó tức hơn nữa, ví dụ vậy, thì mốt mình sẽ kềm lại cái đó. Đúng rồi. Tức là mình sẽ lấy tình thương mình hóa giải đi cái bực tức của mình á.
con hiểu ý cô không? Thì tụi con mới có thể tạo một cái không khí vui vẻ trong cái nhà của mình được. Ha con ha. Trong lúc ổng đóng tính này thôi, nhưng mình đi chỗ khác đi, đừng nói nữa. Mình sẽ bớt. Ngày hôm sau mình nói. Đúng, mình không càm ràm, mình không gì cả, mình cứ để tạo một cái không khí thật là hạnh phúc, thật là an bình trong cái ngôi nhà, bởi vì nó đi ở ngoài nó trời, nó phải kềm hãm, nó phải nhịn, nó phải thế này nọ, nhưng mà khi nó về nó được xả ra, nó được làm người chồng, nó được làm người cha, nó được sống trong cái môi trường của nó, căn nhà của nó. Con hiểu không? Thì con phải cố gắng con tạo hết những cái điều kiện đó cho chồng mình. Tội lắm. Yeah. Hiểu không? Kể đi. Cho nên con mới nói lại. Nó đang áp lực ở ngoài, là mỗi lần nó chửi là con biết nó đang áp lực dữ lắm. Dạ. Nó mới bị đạo diễn chửi á. Mà trong khi đó con hỏi rất là bình thường luôn, con đâu có hỏi cái cho gì nên mà. Đó, con không thèm hỏi. Dạ. Khi mà hỏi mà ta cộng lên thì không thèm hỏi được. Mà là mình ta hiểu là đang có chuyện đó. Dạ. Hoặc là mình sẽ tìm một cái dịp nào đó mình hỏi. Nha. Dạ. Thật sự là trong lúc mình bực bội mà có một ai đó mà cứ đi theo mình, nói hoài, càm ra ngoài là bực lắm. Mà chưa kể là cái thời điểm đó, trước cái thời điểm đó là ở ngoài đoàn là biết bao nhiêu đó. Chuyện diễn viên đi trễ, diễn viên có hành, đạo diễn thì áp lực, phó đạo diễn thì chửi. Trợ lý không ạ? Thôi rồi, trợ lý, không khiếp lắm em. Con đi làm nghề cũng biết. Dạ. Nha. Rồi, dạ. Bây giờ nè, nóng tính. Rồi, có một chút xíu, hơi bạo lực xíu. Đó. Ngoài ra thì còn cái tập gì nữa nè? Nhà cũng hơi chơi mê game. Mê game mà mê vợ. Có mê con không? Dạ cũng có. Mê game mà tới mê con rồi tới mê vợ, đúng không? Dạ. Rồi, rồi còn cái gì nữa nè? Con có muốn chồng con thay đổi cái gì không? Dạ có. Rồi con nói đi. Nói cho chồng nghe đi. Dạ là con mong là ảnh thay đổi, là đừng có chửi, đừng có đánh con nữa. Con nghĩ là cái đó là cái mong muốn. Với lại con muốn là lo làm ăn. Để có gia đình được hạnh phúc này nọ. Bộ chồng con không có lo làm ăn hả? Dạ cũng có, nhưng mà con thấy chưa tập trung lắm. Còn hơi sao chơi sao? Hơi lăng băng, hơi sao dạ. Mới 25 mà. Trời đất ơi, mới 25 tuổi thôi, còn nhỏ lắm. Cái dòng mà đàn ông con trai đó là bắt đầu biết lo sự nghiệp á, là con biết không, từ 30 trở lên là nó bắt đầu thực sự nó biết lo sự nghiệp đó. Rồi thế còn con đây, cô ấy có những tật xấu nào? Tật xấu gì nè? Dạ, nói thì con không phải là nâng vợ con lên, nhưng thật sự là vợ con không có tật xấu. Ồ. Nhưng mà ngoài cái tật là lèm bèm. Lèm bèm đó? Dạ. Vậy là con mong muốn vợ con thay đổi cái lèm bèm, con nói luôn đi. Cho vợ con chỉ mong muốn là ví dụ mà sau này anh đi làm về em đừng có lèm bèm với anh nữa. Nói như cái gì cho nó nhẹ nhàng. Dạ. Là nhẹ nhàng mà nó có thể mà mình, nó không khiến cho mình bực bội, đúng không? Bây giờ á, Nguyên, bữa nay á, con hứa với cô, hứa chú Thuận với hứa tất cả mọi người với lại vợ con đi, là con đừng đánh vợ con nữa. Con thương nó, phải thương nó, nghe không? Con hứa với nó đi cho nó an tâm. Này. Và nó sẽ không lèm bèm nữa. Chắc nhớ chắn nha. Luôn á. Nhớ nha, phải thương chồng, nó tội nghiệp lắm, nó phải thương nó. Đây nè, con làm trong nghề, con sẽ biết được những cái twist nào nó làm cho người ta cảm thấy coi như là cái tim mình nhói á. Thì sau khi chương trình này phát lên á, con sẽ coi cái đoạn mà vợ con mong muốn. Vợ con nói một câu là mong chồng đừng có chửi, đừng có đánh con nữa. Bảo đảm con sẽ cảm thấy con sót. Đó thì chú cũng rất là mong con thôi đừng đánh vợ nghe. Hứa đi. Thôi con nói chuyện vợ con đi. Hai đứa. Đây là con hứa với cô chú rồi, chứ con tại bà ghét nên là bà lên đây bà đòi bóc phốt con á. Chứ con hứa nhà con hứa hoài luôn, con bỏ lâu lắm rồi, không có. Chuyện đánh đấm là xa lắm hả? Không có nữa. Thiệt. Tại bà ghét bà đòi hôm nay bà lên bà bóc phốt con vậy thôi á. Thôi hứa luôn đi. Đó. Hứa đi, hứa cho nó công khai với mọi người luôn đi con, đã mấy mốt mình có bằng chứng. Hiểu không? Dạ, thì giờ ở đây con xin hứa với cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận với lại quý vị khán giả, với lại vợ. Thì sau này anh hứa là anh sẽ không có động tay động chân với em nữa, cũng không có la rầy với em nữa. Cũng mong là em đừng có làm bèm anh nữa nha. Ơi, trời. Cảm ơn hai con. Thôi chú ơi, chỉ mong rằng là trong cuộc sống hai con sẽ mỗi một ngày các con sẽ, trong cái đời sống của các con mỗi một ngày nó sẽ tốt hơn. Dạ. Đó, và công việc thì nó sẽ thuận lợi hơn. Và mong cho một dịp nào đó chú sẽ đến với cái quán ăn trong từng ngày của các con. Dạ, cảm ơn chú. Với lại là cái công việc nha, chú Thuận công việc. Ok, có dịp nào đó chú sẽ, hy vọng là chú sẽ gặp con trong một cái dự án gần nhất của chú. Dạ. Nghe. Còn cô thì chắc chắn là sau đây
cô xin số điện thoại của con. Rồi thì cô thì đứng vai trò sản xuất nhiều hơn, là chú Bin là làm về chuyên môn, chú Bin làm đạo diễn, cô sẽ là sản xuất, thì chắc chắn là cô sẽ tìm gặp con nha. Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn chú. Hiệu quả khi mà con đến chương trình Vợ Chồng Son không? Cái mong muốn của con là lên đây để bốc phốt ổng, nhưng mà cuối cùng chồng con lại được. Khéo nha, tại con biết sao không? Thực ra với những người mà như Nguyên á, là rất dễ bị gọi là tức là cực khổ và cực tả. Với những cái gọi là tuổi thơ như thế, cuộc sống như thế và cái cá tính như thế, nếu mà con không níu lại, con không kéo lại thì rất dễ nảy sinh tiêu cực. Đó, sẽ có thể là một người giỏi nhưng mà giỏi theo nghĩa tiêu cực, hoặc là tích cực là hoàn toàn do người vợ. Tại vì Nguyên bây giờ còn rất là nhỏ, Nguyên mới 25 thôi. Rồi, ok, chút nữa sẽ gặp lại hai con nghe. Dạ. Rồi, xin mời hai con. Rồi, cảm ơn hai đứa.